Cửa hàng Nhật Nung Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một sản phẩm máy cưa xích hàng của Echo Tepult. Đây là Echo GC302. Thì đời này rất thích hợp cho những anh em nào sử dụng cắt gia đình. Đó, tỉa nhong nhánh, cành cây này nọ trong gia đình rất là ok ha. Đấy. Thì lam của em này đang được sử dụng lam 40, xích là xích trung mini nha mọi người. Lam có hai lỗ tỏa nhiệt bên trên đầu lam. Đó, đây. Còn rất là đẹp nha. Chắc đầu không bị dập và không bị tòe. Vẫn còn chữ Echo luôn. Thì đời này tăng xích của nó tăng trực tiếp tại lam nha mọi người. Tăng trực tiếp tại lam nhé. Ốp lam thì của nó được sử dụng ốp lam 2 chân ốc vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đó. Đây, 2 chân ốc. Thì đặc biệt hơn nữa thì đời này nó có sử dụng cái khóa xích ha. Có sử dụng khóa xích nha mọi người. Núm bơm xăng phụ đây này. Đó, đây chốt E. Đằng lốc trước của máy đây, đằng mặt tiền này. Đó. Mọi người thấy không? Còn khá là đẹp. Tình trạng máy rin nguyên bản, không lai một con ốc. Đẹp xuất sắc, 90%. Đây. Mã số series của máy này 55042006. Made in Japan nha mọi người. Hàng chuẩn của Nhật nhé. Thì đây nó có hai bình nắp chứa nguyên liệu này. Đằng sau là bình chứa nguyên liệu nhớt thải nuôi lam xích nhé. Còn đằng trước là bình chứa nguyên liệu xăng pha nhớt nha mọi người. Và đây là cái công tắc này, đẩy lên là xài, đẩy xuống là tắt nha. Đó. Đây nha mọi người. Rồi, giờ em sẽ khởi động máy lên cho tất cả anh em nghe tiếng máy nhé. Cách thương hiệu tem này, đây là thương hiệu Lema nhé. Các tem hướng dẫn sử dụng vẫn còn nguyên nha mọi người. Rất là mới ha. Bây giờ sẽ khởi động máy lên cho mọi người nghe tiếng máy. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài. Rồi. Thì giá của em này là 2 triệu đồng nha mọi người. Đó, thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu dòng máy cưa xích GC Echo 302 này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc nha. Phương thức thanh toán, quý khách hàng cọc trước 200.000 đồng bằng thẻ điện thoại Viettel, phí vận chuyển của quý khách hàng là 100.000 đồng. Còn quý khách hàng cọc trước 500 qua đường tài khoản ngân hàng hoặc ra bưu điện thì bên em sẽ bao ship cho tất cả mọi người nhé.